Chào anh em nhé, chào mừng anh em cùng bác trở lại với cái channel mình ngày hôm nay là tất gọi tài xỉu đen em ơi. Tiếp tục chương mục gỡ cầu quay hũ chốt lại cho anh em tại cổng game thiên đường trò chơi TDTC. Thì nay mình có vào vốn là tầm 64M anh em nhé, 4 30M ban đầu thôi, đánh lên 64M ấy. Tiếp tục lần này là vào tiếp cầu anh em ạ. Cố gắng chốt lên cái lại 100M cho nó đẹp đẹp tí nào. Bằng xanh đầu tiên này, cầu đang bật xíu vào luôn cái xíu đầu tiên bằng xanh cho anh em ở đây. À, anh em xem thử là với cái vốn tầm 64M như này anh em sẽ gỡ cầu chốt được lại to bao nhiêu anh em nhá. Xanh xỉu rồi, đỏ này xỉu luôn anh em đi. Cầu này 313 à, xỉu tiếp một tay bằng đỏ anh em tít này. Bằng xanh xỉu không ạ? Một mấy, 11 xa 5. Ok. Cây xỉu bằng xanh khá là thuận lợi rồi anh em, đang thủng bường xôi gió ở đây. Bằng đỏ này về xỉu nuôi thì quá tuyệt vời. Chuẩn thông cả hai tay hai cầu cho anh em xanh máu tí nhờ. Đấy, video của mình thì chuyên chia sẻ cho anh em những cái kinh nghiệm cũng như là phương pháp gõ cầu tài xỉu chuẩn khuôn tại cổng TDTC ấy. Anh em mà muốn gọi là muốn tăng tỷ lệ thắng này, gõ cầu chuẩn xác hơn thì phải xem hết những cái video clip trên kênh của mình anh em ạ. Rồi, soi tí nào, xanh đỏ tím vàng anh em, bằng đỏ xỉu tiếp bằng xanh, khả năng cầu này có thể là bị về tài, bị về xỉu, bị về tài chứ đúng rồi. Cầu đi 5 năm sao ấy, 5 tài 5 xỉu rồi, khả năng có thể bị được. Đây, xem tí bằng đỏ anh em tí này, hơi chói tí anh em ạ, chỉnh lại xíu cho dễ nhìn nhá. Xỉu không? Ủa rồi, gãy tài mất rồi. Gãy tài mất cho anh em. Tay đầu thì tay ăn tay thua thì coi như là về 4 một tay cho anh em nhé. Đang về 4 đây một tay anh em ạ. Xem tí bàn xanh đây. Bàn xanh cầu 5 năm anh em ơi. Không biết có nên bị với xỉu tay xấu không. Soi tí nào, đúng 5 năm luôn này. Thôi đánh với lại tiếp tài cho anh em đi. Tiếp tài 5 năm này, nếu mà ra tài có thể cái sau bị được anh em. Không biết bị, không biết bị tay nào thôi. Tay 1, tay 2 thôi. Này tài to không? Tài to thì bị luôn này. Ôi xỉu gãy luôn này, cầu gãy với xỉu xấu tay. Toàn thế. Bàn đỏ lại tài đi, bàn đỏ sẽ bị với tài anh em nhé. Cầu 1-1 tay 3 thì dễ gãy anh em. Với lại thì cầu đang thiên tài nữa thì khả năng tài xuất hiện nó cao. Nên là mình đánh luôn về cái tài bằng đỏ để cho anh em một tay nữa này. Một tay tài bằng đỏ tiếp cho anh em đây nhá. Cứ đều tay cầu chút lại thôi, cầu không khó khăn mấy ấy. Biết đánh, biết chơi thì đâu cũng đấy cả đúng không ạ. Đấy, chút lại có kỹ năng thì mới chút lại ok được cho anh em xem. Xem thử băng đỏ cái này chúng tay không em nhé, chúng tay chốt lại đều tay cho anh em luôn, không phải phờ loa. Rồi xem tí 14 ra, 14 ra 6 mất rồi, 14 ra 6 mất thì ra nghe cái tài bú rồi, con xin lỗi anh em. Ok nhá, bàn xanh thì xỉu bệt xấu tay à, xỉu bệt xấu tay, cầu này không biết là xỉu được tay 7 không anh em, xấu tay đánh bệt xỉu luôn cho anh em tay 7 nhá. Rồi một tay xỉu tiếp bàn xanh cho anh em này, cứ đều tay cầu chốt anh em, gãy thì mình gỡ thôi, còn không gãy thì cứ đều tay chốt lại anh em tí đây nhá. Ok không ạ? Anh em và con bác nhớ là xem video mình tí hay thì like, tìm subscribe, đăng ký kênh ủng hộ tôi tí anh em nhé. Tôi sẽ cố gắng chia sẻ cho anh em thêm nhiều kinh nghiệm kiến thức soi cầu này, gõ cầu tài xỉu chuẩn khuôn giúp anh em tăng tỷ lệ chốt lại cao đây tại cổng game TDTC thiên đường trò chơi mong nhé. Rồi tiếp tục anh em phát đây bàn đỏ với cái tài tiếp một tay đi, đỏ tài tiếp một tay anh em, nốt tài xỉu rồi đến tiếp cái tài anh em ạ. Rồi xem cầu đẹp không, cầu đẹp còn chốt lại anh tặng anh em chứ đúng không? Đẹp chốt lại tặng em luôn. 464M anh em nhá. Bàn đỏ này có tài có tiền nào? Có tài có tiền cho anh em, mong là cầu ukela không gặp phải trục trặc dế thì đều tay một chút lại thôi mong ạ. Đấy, ui 14 rồi, 14 nặng là 5 luôn, vừa khít xỉu 10 nhờ. Tôi từ 1466, bàn xanh vẫn xỉu bệt ha. Bàn xanh cầu này thì khả năng vẫn cứ theo bệt cầu đều tay thôi, cầu không gãy cứ đều tay bệt cầu như này. Đẹp đánh xấu bỏ, không đẹp thì cứ đều tay chốt lại tất mong ạ. Xíu nhẹ bài tây. Nên mà con bác nhớ là xem video tôi thấy hay like, tìm subscribe, đăng ký kênh ủng hộ tôi tí anh em nhá. Tôi cũng biết đường chia sẻ, tôi gọi là tôi có động lực, tôi còn chia sẻ cho anh em thêm những cái mẹo vào cầu hay ho này, giúp anh em gõ cầu chuẩn xác hơn với tỷ lệ thắng cao hơn ấy. Rồi xem xíu không đây anh em ơi. Nào 33 rồi, xíu 9 luôn, bảo xíu 9 cho anh em. Bạn này mà đánh qua xích bô thì có một nổ hũ 1-35 không ạ. Bàn đỏ tiếp chân với xíu bằng đỏ tiếp một tay nhá. Đỏ tiếp xíu một tay anh em đây. Cầu không khó, biết cách gõ cầu thì nó cũng sẽ dễ dàng thôi. Quan trọng anh em không biết cách gõ chứ anh em biết cách gõ gì đâu, đâu cũng ở đấy cả mà. Không biết cách gõ như thế cho nên biết cách gõ thì vào cầu tỷ lệ thắng cao hơn. Muốn biết cách gõ và gọi là kinh nghiệm thì các bạn xem video của tôi thôi. Thôi 1364 thì bằng đỏ chúng xỉu tiếp cho anh em nhé, bắt đầu vào chuỗi thông ấy. Bắt đầu vào chuỗi thông rồi thì gõ gì thông đấy thôi. Cứ đều tay này một chút lại cho anh em thôi, có xong pha loa đúng không anh em? Tiếp tục cho anh em nhá, bàn xanh thì vẫn cứ bật xỉu anh em ạ. Bàn xanh cầu không gãy cứ bật cầu đánh tới thôi, không phải lo mấy vấn đề với ba mặt này. Đều tay chốt lại tất cho anh em luôn. Cầu đẹp chốt lại to mà cầu xấu chốt lại nó nhảy trùng khuôn cho anh em đúng không anh em ạ?
Anh em và con bác nhớ xem video mình thấy hay, like, tìm, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ Tú Tiến nha em nhé. Tôi sẽ cố gắng chia sẻ và lên nhiều video video clip hay ho này, chia sẻ thêm những mẹo và cầu cơ bản giúp anh em tăng tỷ lệ chốt lãi cao đây. Hai số xe một này rồi, ok. Nãy giờ gõ cầu trúng thông phết này, cứ đều tay làm thêm nhẹ vài tay nữa là có cái lãi to cho anh em rồi, đâu cần gì nhiều đâu anh em. Đẹp đến xấu bỏ rồi này, ok, xỉu khá là dài anh em nhé, vẫn là cây bật xỉu trên em này, đánh nhỏ là một tay thôi thì cầu khá là dài rồi, tỷ lệ nó gần gãy cầu rồi nên là cứ nhỏ nhẹ tí mà đánh anh em ạ. Gãy cũng không sao mà ăn cũng được thêm tí đúng không, thế sao chắc mặt bền thôi, to quá mà công vào đúng cây của gãy nó lại to ăn. Thế mình ăn chắc mặt bền như này thì khá hợp lý cho anh em ấy. Đẹp tay đẹp cầu chốt lại tít cho anh em đây à. Rồi 25 xe 13 anh em đón chờ xem và xỉu đi cho anh em nhé. Chắc là nốt tay này làm thêm tay nó đẹp anh em ạ. Nốt tay này làm thêm tay cuối nữa là chốt lại đẹp rồi, 64M bây giờ đang là 80M rồi. Đang dương được cho anh em là 16M đây rồi, 16 củ khoai rồi. Đấy, cố gắng up lại lên từ từ, mục tiêu của tôi ngày hôm nay là 100 đến 200M anh em ạ. Nhiều lần vào cầu nhá, không phải là vào một cầu một lần up lên luôn lại to. Thế là khó quá, tay vào đấy mình sẽ chia ra nhiều cái đợt nhỏ và mỗi đợt thì chốt lại nhẹ nhẹ tầm 15 đến 20 thôi. Rồi xỉu nào, 43 sang 5 thì cái mấy cái tay. Rồi ok, gãy đi thôi, làm chắc làm nhẹ thêm tay cuối nè em nhá. Làm nhẹ thêm phát tay cuối chốt lại luôn cho anh em đây. Làm nhẹ thêm phát tay cuối chốt lại luôn cho anh em tí đây. Như cái này phải xoay chuẩn chuẩn tí không thì dễ gãy mà ạ. Đây, xem tí bằng sân, gãy tài rồi. Cầu nãy giờ 1-1 ít nhờ. Bể xỉu ông ta, bể xỉu đi. Bể xỉu anh em cây tài đi. Thôi đánh tài đẹp hơn nè em ạ. Tài luôn cái 5M anh em nhá. Quả này ăn thì dương to đấy, quả này ăn thì dương to mà thua thì dương tầm 9M đúng không? 64 lên 75 dương tầm 9M. 9M đúng nhờ? Đâu có, 64 lên 75 dương tầm 11M chứ đúng không? Ăn thua thì dương 11M, ăn thì dương anh em tầm 20M đấy. Đấy, thua thì dương 11M, ăn thì dương tầm 20M cho anh em. Chốt lại đều tay luôn. Anh em nhớ là video clip của mình thì chuyên chia sẻ cho anh em những cái phương pháp và mẹo soi cầu, phân tích cầu chuẩn, gõ cầu chốt lại đều tay cho anh em tại cổng game TDTC thương đường trò chơi anh em ạ. Nếu mà anh em xem video tôi thấy hay thì nhớ like, tim, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ Tú Tiến anh em nhé. Có động lực thì tôi làm thêm nhiều cái clip hay ho hơn này, chia sẻ thêm nhiều cái dạng cầu cũng như là cách phân tích cầu chuẩn cho anh em về bộ chốt lại rồi chuẩn tay rồi. Thôi bèo phải được lại 20M nhờ. 64M lên 84M anh em, chốt đúng cái lại 20M cho anh em luôn. Lại như này khá là ok, chuẩn chỉnh thành công cho anh em nhé. Rồi anh em xem video thấy hay thì like, tim, subscribe, đăng ký kênh thôi. Khả năng bây giờ mình sẽ rút tiền và kết thúc video luôn. Bye bye và hẹn gặp anh em và con của bác vào những cái video ngày hôm sau nhé.